Một ngày trước 23 tháng Chạp, ở khu nhà lồng thủy hải sản của chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, đỏ rực một góc với những thùng chứa hàng tấn cá chép đỏ. Là chợ đầu mối lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh nên rất nhiều tiểu thương các quận về chợ từ giữa đêm để mua cá chép đỏ bán lẻ ở các chợ trong thành phố. Trước ngày táo quân, những chiếc bể cỡ lớn được chuẩn bị, các máy sục nước được bố trí dày đặc để duy trì sự sống cho cá. Khoảng 3 giờ là thời gian mua bán tấp nập nhất trong chợ đầu mối. Hầu hết tiểu thương ở thành phố Hồ Chí Minh đều đổ về chợ Bình Điền lấy cá chép đỏ bán lẻ. Giá cá chép đỏ bán mối đồng giá khoảng 70.000 đồng đến 120.000 đồng một ký, tùy theo kích thước. Theo các chủ vựa, năm nay, cá tiêu thụ giảm hơn một nửa so với mọi năm. Cá sau khi được cân sẽ được cho nước, bơm oxy vào bịch ni lông. Mỗi bịch chứa được khoảng 3kg cá. Không khí mua bán diễn ra khẩn trương giữa đêm. Mỗi vựa đều thuê nhiều nhân công để lựa, cân cá, đóng gói và giao cho khách hàng. Hầu hết tiểu thương mua cá theo ký ở chợ đầu mối, nhưng sẽ được bán lẻ cho khách hàng để cúng vái trong ngày 23 tháng Chạp.